Kính chào khán giả đang đến với chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Các hoạt động văn hóa lễ hội chào mừng 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Trong tháng 4, thành phố Cần Thơ cấp mới một dự án đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký 40.000 đô la Mỹ. Nhật ký bên dòng Mekong của liệt sĩ chưa tròn 19 tuổi đã ra đi khi làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 4, tròn 48 năm nước nhà thống nhất, nhân dân ta được sống trong hòa bình hạnh phúc. Đối với mỗi người con đất Việt thì đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà. Và trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, ôn lại truyền thống kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ luôn ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, đạo đức, lối sống, ra sức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Truyền thống của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam. Đến dự có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm. Sau 48 năm giải phóng, quân và dân huyện Vĩnh Thạnh đã quyết tâm đem hết sức mình để xây dựng đất nước, phát triển kinh tế và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tăng trưởng kinh tế của huyện Vĩnh Thạnh trung bình từ 15 đến 17% một năm. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Toàn huyện có 9 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn văn minh đô thị, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng đại diện báo Người Lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh hiếu học. Có 50 học sinh là con em cán bộ chiến sĩ công an thành phố có thành tích vượt khó học tốt được tặng học bổng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cùng với việc phối hợp với các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh thiếu học, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội khác như tặng quà cho hộ nghèo, tặng khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, công trình thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên quốc lộ 91B đã vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay dịp lễ 30 tháng 4 này. Công trình do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 2 năm 2023 trên tuyến quốc lộ 91B, đoạn từ cầu Bà Bộ đến ngã tư quốc lộ 91, 91B, đi qua quận Bình Thủy và quận Ôn Bôn, với chiều dài trên 13 km, kinh phí xây lắp trên 18 tỷ đồng từ ngân sách. Có trên 400 trụ đèn chiếu sáng được lắp trên tuyến đường này, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 91B. Nhà thầu cũng đã tập trung cao độ về cái phần nguồn lực, nhân lực, thiết bị thi công để hoàn thành công việc. Thì nhà thầu cũng sẽ là cũng tổ chức để tra định kỳ, và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà những ngày đầu mới nhiều mở đèn á, là nhà thầu sẽ có một cái đội kỹ thuật là thường trực là sẵn sàng để kiểm tra và khắc phục ngay các sự cố nếu có. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 10 năm 2023 đang diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn. Trong đó, điểm nhấn là hội thi bánh dân gian Nam Bộ vừa mới khai mạc, thu hút đông đảo các nghệ nhân làm bánh dân gian đến từ các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số địa phương khu vực phía Nam. Và trong bản tin sáng nay, mời quý vị hãy cùng hòa vào không khí sôi nổi của hội thi, cảm nhận tài hoa và tâm quyết của các nghệ nhân đang gìn giữ và phát huy giá trị những món bánh ngon quê nhà. Hội thi bánh dân gian Nam Bộ năm 2023 với chủ đề Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ là một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay. Hội thi được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi cho các nghệ nhân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách chế biến các loại bánh, nâng cao kỹ năng tay nghề, đảm bảo chất lượng trong chế biến, cũng như giá trị thẩm mỹ trong cách thức trình bày, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và nghệ nhân làm bánh dân gian có cơ hội quảng bá sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu bánh dân gian Nam Bộ trở thành thương hiệu quốc gia nhằm giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng rất là mong muốn, kỳ vọng với hội thi thì có cái sự chia sẻ của các cái nghệ nhân để làm sao kết nối giao thoa giữa cái ẩm thực của các cái tỉnh thành với nhau. Theo đó, hội thi sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại khu vực hội thi và biểu diễn trong khuôn viên quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hội thi bánh dân gian Nam Bộ năm nay có sự tham gia tranh tài của 27 đơn vị với 168 nghệ nhân và trên 70 món bánh đến từ các tỉnh thành Hậu Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Bình Thuận và thành phố Cần Thơ. Điều này đã mang đến cho người dân và du khách gần xa nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn khi tận mắt tìm hiểu quá trình chế biến các loại bánh, trong đó có nhiều món được tạo ra từ chính các sản vật của quê hương. Đến với hội thi hôm nay tôi đem đến là 3 món bánh. Đầu tiên đó là món bánh thổi vàng với nhân khóm lấy từ cái khóm Cầu Đúc, đặc sản của Hậu Giang. Và một món thứ hai nữa đó là cái món bánh mít, cũng là một đặc sản của Hậu Giang mà đặc biệt là huyện Phụng Hiệp. Bánh thứ ba nữa đó là bánh trái bí ngô. Vùng đất Hậu Giang của chúng ta là trái bí ngô nó đa dạng lắm. Cho nên là từ cái việc đó cho nên là chế biến ra thành một món bánh thì nó ăn nó thay cho cái món canh bí thì nó sẽ ngon hơn. Thường người ta làm bánh xèo, rồi bánh ít trần, xèo xôi nước là bằng bột nếp với bột gạo. Nhưng mà do đặc sản của địa phương là lắp giò quê hương Đồng Tháp, bà con mình mới nghĩ ra một cách là làm ra cái bột, trái ấu và hạt sen để làm bánh. Kỳ vọng mình muốn là quê hương của Đồng Tháp mình càng ngày càng phát triển. Mình đã kế thừa và mình mong rằng khi mà cái bánh này có thể tiếp đến tay tất cả mọi người, không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà vào những cái dịp lễ hội khác thì mình cũng có thể làm để có thể quảng bá được cái truyền thống của mình làm bánh dân gian, để cho cái phần ẩm thực, cái tinh túy này có thể vươn tầm xa hơn. Hội thi cũng là điều kiện để các tầng lớp nhân dân được thưởng thức, tham gia các hoạt động làm bánh, có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nam Bộ và các tỉnh thành trong cả nước. Qua đó nâng cao giá trị gia tăng các loại bánh dân gian truyền thống, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương. Thưa quý vị, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các ban ngành trung ương, địa phương và nhân dân cả nước, trong đó có thành phố Cần Thơ tích cực hưởng ứng, giúp đạt nhiều kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh. Năm 2022, thành phố Cần Thơ có thêm 3.640 hộ dân được sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố đạt 89,5%. Tương đương với gần 148.500 hộ dân được sử dụng nước sạch. Thành phố phấn đấu tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 91% trong năm nay. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đã vừa cấp mới một dự án đầu tư vốn trực tiếp nước ngoài FDI, đó là Trung tâm Đào tạo Anh ngữ quốc tế Apollo, 100% vốn đầu tư của Singapore, với tổng vốn đăng ký 40.000 đô la Mỹ. Trong tháng 4, thành phố Cần Thơ điều chỉnh tăng vốn một dự án, tăng 10.000 đô la Mỹ. Có 3 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, tăng 44.610.000 đô la Mỹ. Chấm dứt hoạt động một dự án với tổng vốn đăng ký 1 triệu đô la Mỹ. Trên địa bàn thành phố hiện nay có 86 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2 tỷ 266 triệu đô la Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của thành phố Cần Thơ trong tháng 4 năm 2023 giảm 0,1% so với tháng trước. Tính chung, CPI bình quân 4 tháng đầu năm tăng 1,57% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4 năm 2023, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích triển khai nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng và mua sắm vào dịp nghỉ lễ kéo dài. Tại các chợ truyền thống, các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ, giá cả hàng hóa cũng có biến động tăng giảm đan xen, tùy thuộc vào nguồn cung cầu hàng hóa, đã tác động làm chỉ số giá trong tháng giảm hơn so với tháng trước. Theo khảo sát, sức mua có phần giảm do người dân vẫn còn tâm lý thắt chặt chi tiêu, thu nhập giảm sút, người tiêu dùng có xu hướng giảm tiêu thụ các mặt hàng không thiết yếu, nên thị trường tiêu dùng có phần chững lại. thành phố Cần Thơ đã vừa nhận được hơn 4.840 liều vaccine AstraZeneca từ Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết điểm tiêm tại 400 đường Nguyễn Văn Cừ sẽ tiêm suốt những ngày nghỉ lễ để phục vụ người dân. Hơn 4.840 liều vaccine AstraZeneca vừa tiếp nhận để tiêm mũi cơ bản, mũi 1-2, mũi nhắc lần 1 và lần 2 cho người lớn. Riêng trẻ em đã hết vaccine. Trong 2 tuần gần đây, lượng người dân tiêm vaccine tăng nhanh so với các tháng trước. Ngành y tế khuyến cáo những người chưa tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19, nhất là đối tượng nguy cơ cao, nên khẩn trương tiêm đủ. Ngoài ra, người dân nên tuân thủ thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn. Bộ Công Thương đã có thông tư mới sửa đổi bổ sung một số quy định về thực hiện giá bán điện. Đáng chú ý, giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với sinh viên và người lao động thuê nhà đã được quy định cụ thể. Theo đó, trường hợp cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 từ 101 đến 200 kWh cho toàn bộ điện đo đếm được tại công tơ. Mức giá này là rẻ hơn so với cách tính hiện tại với người thuê trọ. Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, thì bên bán điện cấp định mức cho chủ nhà, căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ đã thực hiện tư vấn việc làm, chính sách việc làm và học nghề cho trên 11.000 lượt người, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho gần 1.320 lượt người, cung ứng lao động trong và ngoài nước cho 185 lượt người. Thông qua các hình thức như gián tiếp qua email, tổng đài điện thoại, nhóm quản trị nhân sự Cần Thơ, mạng xã hội Zalo và Facebook của trung tâm, cổng thông tin việc làm Cần Thơ, trực tiếp tại ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng, phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố lân cận quý 1 năm 2023, đã thu thập 1.000 phiếu thông tin người tìm việc và 400 phiếu thông tin việc tìm người, hỗ trợ hơn 1.430 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, những người chiến sĩ cách mạng kiên trung vẫn bền gan vững chí, nguyện sắt son một lòng theo Đảng, phụng sự Tổ quốc vì sự bình yên của nhân dân. Trong cuộc sống hôm nay, các bác, các chú vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Dân thưa quý vị, và ông Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ là một trong những người như vậy. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn tràn đầy nhiệt quyết với nhiệm vụ công việc được giao. Ở gần ông sẽ cảm nhận được một năng lượng tích cực trong công việc và cuộc sống. Một trong những chức năng quan trọng của Hội Người tù kháng chiến là tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Gần 80 tuổi mà ông Hoàng Sơn vẫn nhiệt tình với những chuyến đi thực hiện nhiệm vụ như vậy. Đi để góp phần trao truyền những truyền thống quý báu của cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Các con còn rất là mạnh khỏe, các con là nhanh nhẹn và kiểu như là cái sức lan tỏa và truyền tải những cái kiến thức, những cái thông điệp thông qua cái lòng yêu nước của bác đối với mọi người, cũng như là các em học sinh ở đây thì rất là to lớn. Em thấy được cái sự hăng say, nhiệt quyết với nghề nghiệp của mình, cũng như là cái niềm năng lượng tỏ ra để cho mấy em là tuổi trẻ ngày hôm nay có thể là phấn đấu học tập hơn nữa. Cảm thấy được rằng có sự nhiệt huyết trong bác, bởi vì khi mà bác cũng đã có tuổi nhưng mà bác vẫn dành rất là nhiều thời gian của mình để truyền đạt những kiến thức rất là bổ ích đến cho giới trẻ, là những điều mà chúng con luôn cố gắng để có thể noi theo và là luôn làm tốt hết mình và bằng sức của mình nhất có thể. Ông Hoàng Sơn tham gia kháng chiến năm 1964, từng bị địch bắt giam ở Phú Quốc, nơi được gọi là địa ngục Trần gian. Ông đã mưu trí cùng đồng đội vượt ngục thành công và trở về tiếp tục chiến đấu đến ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Là bộ đội rồi chuyển ngành sang làm giảng viên ở trường Đại học Cần Thơ. Ông quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế gia đình. Mỗi giai đoạn lịch sử có thử thách nó khác nhau, nhưng đều có điểm chung. Bất cứ thời chiến thời bình, tuổi trẻ cần phải có ý chí, niềm tin, quyết tâm, ước mơ hoài bão thì sẽ thành công. Thời bình thì sự đổ máu ít hơn, nhưng đòi hỏi trí tuệ, vẫn đòi hỏi niềm tin, ý chí, ước mơ hoài bão thì tuổi trẻ có thể thành công. Và tuổi trẻ luôn hướng về cội nguồn dân tộc để xây dựng cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, xây dựng và bảo vệ thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Luôn toát ra sự năng động, nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Ông Hoàng Sơn đang góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối. Không chỉ vậy, chiến sĩ cách mạng, nhà giáo Hoàng Sơn còn góp sức cổ vũ, động viên thế hệ trẻ, xây dựng lý tưởng, hoài bão cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người, cho cộng đồng. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện bi hùng trong kháng chiến mỗi khi nhắc lại luôn là niềm tự hào khâm phục của thế hệ hôm nay về sự hy sinh của những anh hùng liệt sĩ để đất nước trọn niềm vui. Và quyển nhật ký bên dòng Mekong của liệt sĩ chưa tròn 19 tuổi đã ra đi khi làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, gợi cho người đọc bao xúc động bởi nhiệt huyết, cái lửa, cái tình và tấm lòng của người lính trẻ hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Trong ngôi nhà ở diện lúa đồng bằng sông Cửu Long, hai vợ chồng ở tuổi xưa nay hiếm nâng niu từng kỷ vật. Suốt mấy mươi năm trôi qua, nhưng ông bà chưa nguôi xúc động khi nhắc về người con trai yêu quý, liệt sĩ Lê Quốc Văn. Trong các cái lá thư gửi về gia đình thì lúc nào cũng rất là, một là tình cảm, có trách nhiệm với cha mẹ, với các em, chị, động viên mọi người. Ý của nó là muốn sau này trở về sẽ trở thành nhà viết văn. Thế cho nên là trong khó khăn gian khổ như thế nhưng mà ngày nào cũng viết nhật ký. Ra đi khi chưa tròn 19 tuổi, liệt sĩ Lê Quốc Văn để lại cho gia đình quyển nhật ký gần 30 trang. Nhật ký là những dòng tâm sự anh viết về từng địa danh, nỗi nhớ thương quê nhà, nhớ cha mẹ, nhớ người thương, những kỷ niệm buồn vui, gian khổ, dọc đường hành quân, hiện dần qua nét chữ nghệ sĩ của người chiến sĩ. Liệt sĩ Lê Quốc Văn sinh năm 1965, nhập ngũ tháng 2 năm 1984. Lúc hy sinh, anh chỉ mới tròn 8 tháng binh nghiệp. Những kỷ vật của anh được đồng đội bàn giao cho gia đình, gồm một quyển nhật ký, tập thơ, tập ảnh, chiếc gương nhỏ và các vật dụng. Là ở cái đầu cái quyển đó thì nó viết luôn là nhà xuất bản văn hóa. Đấy, thế thì lúc ấy là chưa có nhà xuất bản văn hóa. Từ đó, thì mới gia đình là mới biết được cái ý đồ của con là muốn được xuất bản cái cuốn này để mà công bố rộng rãi. Đấy, vì thế cho nên mình gia đình là tập hợp và tìm mọi cách để mà đưa được xuất bản được cuốn này. Theo tâm nguyện của liệt sĩ Lê Quốc Văn, tháng 7 năm 2018, gia đình và câu lạc bộ thơ Tây Đô tổ chức ra mắt quyển thơ nhật ký của liệt sĩ Lê Quốc Văn mang tên Nhật ký bên dòng Mekong, gồm 4 phần: thơ, những dòng nhật ký, thư, lưu bút, ảnh tư liệu chiến trường và kỷ vật của liệt sĩ Lê Quốc Văn. Quyển sách đang phục vụ bạn đọc tại Thư viện thành phố Cần Thơ. Họ đã cống hiến xương máu cho đất nước mình để bảo vệ Tổ quốc, khiến cho em tự cảm thấy bản thân mình phải càng cố gắng cống hiến sức trẻ, cống hiến tri thức để góp phần xây dựng đất nước. Trong thời gian tới thì cùng với gia đình thì câu lạc bộ thơ Tây Đô nè, câu bộ lý luận trẻ của đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ sẽ tổ chức tọa đàm về giá trị nhân văn trong cuốn nhật ký bên dòng Mekong để góp phần lan tỏa các giá trị của cuốn nhật ký này đến với bạn đọc. Từng khổ thơ, từng dòng nhật ký được viết trong sáng, lãng mạn, tràn đầy nhiệt huyết, bằng cảm xúc chân thực rất đời thường của người lính trẻ, khắc họa chân dung một người lính trẻ sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, không khói bụi, không ồn ào, được hòa mình vào thiên nhiên cùng các công việc nhà nông là những lý do khiến du lịch nông trại ngày càng trở thành xu hướng của nhiều gia đình, nhất là vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Và ngay sau đây, Việt Nam và chị Phượng Quyên sẽ gợi ý một địa điểm mà quý vị có thể trải nghiệm một ngày thu hoạch nông sản cùng những người nông dân. Nơi đó là Rạch Sung Farm ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Dưa hiện tại của mình vì là trên 96% rồi đó chị. Cái dưa Quỳnh Long này nó tầm khoảng 62 ngày. 62 ngày thu hoạch. Là cái độ đường nó đã 15-16 rồi. Sao mà mình biết được độ đường là 15-16 ha Thanh ha? Mình có cái dụng cụ để đo độ đường. Còn nếu không có dùng dụng cụ á, là mình quan sát về cái độ văn lưới ở trên trái dừa của mình. Nó phải thể hiện đều. màu sắc vàng sáng, đậm, gõ. Cái mùa nắng này mà mình ăn được cái quả dưa lưới chắc mát lắm nha. Mình ăn cái lúc mà trái dưa mình ướp lạnh được á, cái cảm giác vừa ngọt, độ giòn tan của trái dưa cộng với cái hàm lượng dinh dưỡng trong nó thì nó giúp cho cơ thể mình giải nhiệt cũng như là bổ sung những cái chất khoáng. Vậy thì có dịp hôm nay thì Thanh có thể là dẫn chị đi thu hoạch vài trái dưa lưới nha. Dạ. Cắt quả dưa lưới xuống thì mình bảo quản như thế nào để có thể là giữ được cái chất dinh dưỡng trong cái quả dưa được lâu ha? Là mình để trái dưa mình ở trong ngăn mát hoặc là ở những cái nơi có nhiệt độ mát thì cái lúc đó trái dưa của mình giữ được cái dinh dưỡng cũng như là cái độ giòn xốp của nó trong khoảng từ 7 đến 10 ngày là ngon. Sau khi cắt xuống tầm 2 đến 3 ngày thì cái lúc đó là cái độ ngon mà cao nhất của trái dưa. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian Hồng Dân cùng với các nhà vườn đã thu hoạch được những trái dưa lưới chín mọng như thế này, và công đoạn tiếp theo là gì? Mời quý vị cùng theo dõi nha. Thanh ơi, và công đoạn tiếp theo của mình là làm gì hết Thanh ha? Là khi mà mình cắt từ cái trên cây đem vào trong nhà trái dưa, đầu tiên mình phải phân loại. Bước tiếp theo đó là mình phải bao xốp cho trái dưa. Những trái dưa lưới này nè thì trung bình là một trái là khoảng bao nhiêu ha Thanh ha? Đối với những trái dưa Quỳnh Long gì mình đã cắt cô như vậy á thì trung bình trọng lượng của nó khoảng 1,7 kg. Kỹ thuật trồng trái dưa là nó phải khó. Cái thứ hai, cái vốn đầu tư để xây dựng nhà màng lúc đầu nó cao so với những cây trồng khác. Có cái ưu điểm như thế nào so với một số loại trái cây khác? Cái ưu điểm của trái dưa lưới á, là cái dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe đối với người tiêu dùng thì trong trái dưa này rất là cao. Cái dòng đời của trái dưa này, quá trình trồng nó nhanh so với những cây trồng khác, lâu năm hơn. Thì một năm thì mình có thể trồng 4 vụ. Cái giá bán của cái sản phẩm trái dưa lúc nào nó cũng ổn định trên thị trường các siêu thị. Thưa quý vị, tháng 4 tri ân nhớ về ký ức hào hùng, truyền thống bất khuất của dân tộc và những mất mát hy sinh. Trong đó có hàng triệu mẹ Việt Nam đã tiễn biệt những người con thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Để góp phần xoa dịu nỗi đau, tri ân đến các mẹ, Quận đoàn Ninh Kiều đã có những việc làm thiết thực, góp phần thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Những ngày này, ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Nga, 98 tuổi, ở đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, rộn ràng, ấm áp hơn khi đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều đến thăm hỏi. Tuổi trẻ của mẹ Nga là những tháng ngày gian khổ, trải qua mưa bom, bão đạn của chiến tranh. Chồng và con đều hy sinh trên chiến trường chống Mỹ. Hàng năm thường tới lễ Tết thì cũng có sự quan tâm đến chính quyền địa phương, đặc biệt là động viên ở phường hoặc là ở thành ủy hoặc là ở trường học thì cũng đến thăm mẹ và chúc mừng mẹ dân những cái ngày lễ Tết. Thì đó cũng là cái niềm vui của gia đình, cũng là niềm vui của mẹ ở cái tuổi già như vậy. Còn đối với mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Lành ở đường Quang Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, năm 1970 nhận được tin hai người con trai hy sinh khi đang làm nhiệm vụ là sự mất mát của mẹ. Giờ đây ở tuổi 90, sự quan tâm chăm lo tận tình của nhà nước, của thế hệ hôm nay đã phần nào giúp đỡ mẹ cảm thấy ấm lòng hơn. Rất là cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo hay của các ban ngành, động viên tinh thần cho mẹ có thể vui vẻ. Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là việc làm ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hàng năm vào dịp lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đã tổ chức quét dọn, phát quang, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, động viên tặng quà các gia đình chính sách với tổng giá trị 25 triệu đồng. Mỗi phần quà từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thường xuyên là tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa các ngày lễ kỷ niệm trong năm, rồi kết hợp với các hoạt động ngoại khóa như là tham quan các địa chỉ đỏ, Hành Quân Về Nguồn, các cái khu bảo tàng để hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử cũng như là những cống hiến của cha anh ta đã dày công vun đắp để có được tổ quốc hòa bình như hôm nay. Thì bên cạnh đó thì cũng sẽ tiếp tục quan tâm các cái chính sách đối với các cái mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn quận Ninh Kiều, rồi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các cô chú là cựu thanh niên xung phong để phát huy được vai trò của đoàn viên thanh niên. Sự tri ân, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay phần nào động viên các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và nhất là các mẹ Việt Nam anh hùng dời đi những mất mát đau thương, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, giáo dục con cháu nối gót cha ông, nỗ lực cống hiến phục vụ quê hương. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.